Vị thân mến, hiện tại thì em Dương đang có mặt tại khu nhà của em Xá. Hai vợ chồng nghèo cũng vừa mới đón thêm một công chúa nhỏ nữa. Ngày hôm nay thì em Dương vào đây để trao phần quà của chú Lê ở bên Mỹ. Chú có gửi đến là 9 triệu 300 nghìn đồng, trích ra 1 triệu 300 nghìn đồng hỗ trợ kênh, còn 8 triệu giúp nhà em Xua 1 triệu đồng mua đồ dùng nhà bếp, em Xá 1 triệu mua can đựng nước, sữa cho con và nhu yếu phẩm. Em Sông 4 con 3 triệu mua thùng đựng nước và đồ dùng trong nhà bếp, bàn ghế nhôm ăn cơm. Em Chữ 14 tuổi 3 triệu mua giường 1m2 chăn màn. Ở đây thì cái khoản của nhà em Xua này, em Chứ thì anh Cái cũng đã đi trao rồi, hiện tại vẫn còn của nhà em Xá với nhà em Sông thôi. Thì do là ở chỗ nhà em Sông thì cũng khác cái tuyến đường, anh em đi không cùng tuyến đường ấy, đi lại cũng xa, thì ngày hôm nay anh em có mang vào cho của nhà em Xá trước. Ở đây là của nhà em Xá là 1 triệu để mua can đựng nước. Thì anh em cũng có mua một đây đây, một cái thùng đây các bác ạ. Để gia đình em có cái thùng để đựng nước nó to hơn, dự trữ nước nhiều hơn, dùng được lâu hơn. Còn bên trong này là cũng có mua cả sữa này và mì tôm, nhu yếu phẩm ở phía bên trong này. Thì lát nữa em đi vào trong này thì cũng sẽ mở ra và nói rõ hơn nhé các bác nhé. Để em quay phim hộ anh một tí. Xá ơi. Ủa, em làm sao đấy? Bị ốm á? Bị làm sao em, bị làm sao? Đưa hai hôm trước em cũng có phân bố đi trường ngôi thì em đi có một anh nó bảo đi bác vác cho thì em cũng đi làm nhưng mà cái bóc xí thì nặng quá thì em cũng bị đau đau quá Bị trượt ngã à? và Ôi, ôi chỗ này thâm tím thế này các bác này. Đây này, em bỏ tay ra rồi. Đau lắm không? có ạ Bị được mấy hôm rồi cái chỗ này này? bị được hai hôm rồi ạ 2 hôm rồi á? vâng Rồi các bác, tại vì là mấy hôm nay thì anh em cũng có chút công việc đi sang những cái hoàn cảnh khác thì cũng không được đi vào trong này ấy. Thì cũng chưa mang phần quà của cô bác vào. Thì đây, tức là hôm vừa rồi thì em có đi bốc vác ở trong Nghiêm Sơn này hay là ở đâu đấy? ở trong Nghĩa Sơn thôi ạ Ở trong Nghiêm Sơn này á? vâng Bốc xi à? vâng À, chắc là cái nhà mà anh em cũng hay lấy vật liệu ở phía bên kia ấy, đúng không? Ở đây thì bị ngã trên xe xuống hay như nào? em bị trượt chân và ngã mà Bị trượt chân ngã à? vâng À, ngoài cái chỗ này ra thì còn chỗ nào bị đau nữa không? mới cò hay tay cũng cũng đau to Hai tay cũng bị đau nữa. vâng Xước sát cái đền này của bác này. vâng Rồi xước sát cái đền này. Đấy. Ôi rồi ơi. cả hai bên như nhau Cả hết hai bên luôn. Đây này. Xước sát hết luôn này này. Ngã gì mình nghiêm trọng thế, đi làm cẩn thận chứ em. em cũng rất cẩn thận bởi vì là em cũng chẳng biết là thế nào ạ Em không biết. Thế bây giờ là em, thế em có dậy được không? Cố cố dậy được không? Để anh dìu dậy nhé. vâng Đây này, được, dậy đi này. Ôi. Đưa lại xuống thế. vâng Đi 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 ra ngồi ghế đi. vâng 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 Thế cái em đi cái chỗ này thì em lấy cái gì bôi chưa? Có đi chụp chiếu gì không? Đi phải liên viện khám không? em mới chưa đi ạ Không đi á? vâng Không đi nhỡ là mình bị lệch xương hay là có gãy ảnh hưởng gì đến xương thì sao? em mới chưa biết ạ bởi vì là em ngã phát là cũng lúc ngã luôn thì cũng có anh em đỡ về thôi ạ À, ngã một cái là anh em đỡ về luôn. vâng Bây giờ cũng ở nhà sao có bôi thuốc gì không hay là đắp thuốc gì không? Hay là mới có ạ em bảo mẹ lấy chai thuốc này về cho em bôi vào à, bôi cái chai thuốc kia vào à? vâng Có đỡ nhiều không? Có đỡ tí nào không? cũng đỡ một tí nhưng mà nó cũng hơi đau quá cũng không không đỡ, đỡ bao nhiêu ạ À. Nhưng mà liệu bây giờ nếu mà ngã như thế này thì ngồi xe có ngồi được không? như thế bây giờ thì ngồi xe đi thì sợ xe nó rung thì đau quá thì Em không đi xe được sóc quá không không đi được. vâng Mà đỡ đỡ một chút rồi gì? và nó mới đỡ một chút lúc mà em vừa ngã xuống là em không chịu được luôn ạ Ngã xong là không chịu được luôn. vâng Ngoài cái chỗ này với cái tay ra thì có chỗ nào bị đau nữa không? cũng trống ở dưới chân một tí nhưng mà ở dưới chân thì nó trống bé rồi À, chúng vào chân nữa. vâng Mà chân thì đỡ hơn, vâng không bị dính nhiều. vâng Thì thôi thì chịu, có bôi thuốc kia vào xong là
để đỡ đau một tí thì xem nhờ em trai đưa ra viện xem chụp xem như thế nào, không lại ảnh hưởng đến xương ấy. Vâng. Đấy, rồi đến lúc là mình lại mang tật, nó trở thành tật thì lúc đấy lại khó, Vâng. lại khổ và mình không làm được cái gì cả. Vâng. Mà mình cứ để như thế này, khỏi thì khỏi thật nhưng mà đến lúc nó lại mình làm việc nặng không được ấy, Vâng, mà đúng rồi. mình bây giờ là trụ cột trong gia đình nữa, làm những công việc nặng nhọc ở nhà nữa, bây giờ mình không làm được thì vợ cũng không làm được, con thì còn nhỏ nữa. Vâng. Đấy, cứ chụp chụp chiếu đàng hoàng, cẩn Vâng. thận vào. Đây thì hôm nay đây cô bác nhé, hôm nay là em Dương cũng có mang cái phần quà của chú Lê đi vào trong này đây. Thì do là em Xá là hiện tại cũng đang em vừa bị đi làm và em cũng bị tai nạn như thế này thì chắc là cũng để cho em ngồi. À, em có gửi lời cảm ơn đến chú Lê không? Ở đây chú Lê có gửi đến cho em là 1 triệu để mua thùng đựng nước này, mua sữa này, cũng như là mua nhu yếu phẩm. Vâng. Thì em cũng có gửi lời cảm ơn đến chú đấy trước đã. Vâng, thế cháu cũng cảm ơn chú rất nhiều và chú gửi phần quà và mua thùng mua các vật liệu cho cháu rất nhiều. Cháu rất cảm ơn chú rất nhiều. Vâng, đây là lời cảm ơn của em Xá, cô bác ạ. Thật sự là cháu Dương cũng xin chân thành cảm ơn chú Lê đã gửi cái phần quà này đến cho gia đình của nhà em Xá, cũng như là những cái cũng như là các hoàn cảnh của anh em đội tim Bản Sắc Dân Tộc có đi chia sẻ và những cái khoản hỗ trợ cho kênh Bản Sắc Dân Tộc nữa. Chân thành cảm ơn chú ạ. Chúc chú cùng với toàn thể gia đình luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc ạ. Còn ở đây thì nay thì anh em cũng có mua vào là đây có mì tôm này. À, cái thùng đựng nước đây này. Vâng. Đây nhá, đây cái thùng đựng nước đây. Cái thùng đựng nước thì anh em có mua cái thùng to hơn và để thay cho cái thùng của em kia. Nhưng mà cái thùng kia cũng là của nhà em hay là của em đi mượn của ai về dùng đấy? Cái thùng kia là của anh trai thôi. Của anh trai á? Vâng. Em mượn anh trai về dùng thôi à? Vâng. À thế thôi thì bây giờ nhà mình có thì mình có thể lấy của nhà mình to hơn. Vâng. Đấy thì mình đỡ phải đi mua nhiều ấy. Đây Vâng. có sữa thì chú cũng có bảo mua sữa này. Đây sữa cho anh lớn này. Vâng. Đấy, đây thùng sữa này. Bên trong này bỏ này tạm ra đây đã. Đấy nhá, bên trong này thì có nhu yếu phẩm. Bên trong này là sữa cho em bé của nhà em đây. Vâng. Sữa cho cháu nhỏ đây. Cái loại này cũng pha giống như cái loại trước anh có mua vào đây thôi. Vâng. Nhá, thì em cứ đọc theo cái hướng dẫn này là được rồi. Lượng bột này, một thìa thì cái này là 1 thìa thì bằng 50 ml nước. Tức là cái này là nó nhiều hơn một chút. Em xem Vâng. cái vạch ở kia. Đấy. Vâng. Còn đây là sữa cho em bé này, em bé Vâng. út này. Còn đây thì cũng có mắm muối, mì chính. Đây này. Đây này, đây là muối này, xà phòng giặt này. Vâng. Dầu ăn này, nước mắm này, dầu dừa này và có cả mì chính ở trong này nữa. Vâng. Do là cái thời gian này thì bà con cũng ở đây là anh em bà con thường hay hộ nhau và đi làm nương ấy thì thường hay mua cái phở này về để ăn, thì anh em cũng có mua cho gia đình nhà em xá luôn để viết đơn gia đình nhà em trong cái quá trình vun ngô này, hoặc là thêm cái những cái gốc ngô mà ngày trước nó không mọc nổi ấy thì lại nhờ anh em về hộ thì lúc đó thì còn có không cần phải mua, đây anh em cũng đã mua sẵn rồi. Đây có cái phở đây Vâng. bọn em là hay mua ăn mà đúng không? Đúng rồi. Và trong này là có thêm cả một lốc cá hồi nữa đấy nhé cô bác nhé. Đây ạ. Đây cá hồi đây. Đấy, đấy là tất cả những cái phần hỗ trợ của chú Lê có giúp đỡ cho gia đình nhà em. Vâng. Bây giờ cái thùng này thì trước mắt là tí nữa mà vợ em đi đâu rồi? Vợ em đi thăm ngoại rồi ạ. Thăm ông ngoại ấy, Vâng. thăm bố vợ à? Vâng. Bố vợ em trước bảo là bị làm sao kia đỡ nhiều chưa? Bố vợ của em bây giờ nó cũng đỡ nhiều ạ. Đỡ nhiều rồi gì? Vâng. À Bởi hiện tại là vợ vì đang đi thăm nhưng mà chiều tối có về không? chiều tối chắc vợ không về được, vợ bảo là lâu quá không đi tha thì vợ đi tha bố mẹ 1 2 ngày thế. Thì không may thì em cũng bị đau thế này thì chẳng biết là thế nào. Thế nếu mà vợ em không ở nhà như thế này thì em bây giờ em làm sao nấu cơm ăn được? Em bảo em trai bé nấu cơ hộ em thôi ạ.
À, em trai ở dưới với bố mẹ kia gọi em đấy lên hộ nấu cơm cho. Vâng. À là bởi vì là em cậu em ở phía bên này thì cũng còn đang vợ đang ở cữ nữa cô bác ạ. Thì chắc là cũng không nhờ được cậu bên này. Thôi được rồi. Bây giờ anh cất những cái này đi giúp em nhé. Xong là Vâng. tí nữa xem em nhờ em trai của em về là để chỗ nào thì kín kín một tí. Vâng, Không lại vâng. mất giống như hôm nọ ở chỗ này thì lại giờ Vâng. mình cô bác thương mình giúp mình đã mang về cho mình rồi lại đến lúc lại mình không ở nhà người ta lại lấy đi chứ mình lại cũng không được có cái không có cái ăn là thứ nhất rồi cái thứ hai là cái phần quà của bác gửi đến như thế là mình cũng thấy uổng Vâng. đấy nhá Thế đây em bé cũng cảm ơn anh rất nhiều ạ. không gì đâu đây cái những cái phần này thì chắc anh em à Nhưng mà em cũng đau quá không lấy nổi ấy. rồi rồi không sao đâu cứ để đây đã anh để tạm đây nhá Vâng. vì là hôm vừa rồi thì anh em cũng có một cái khoản quỹ của cô bác có gửi đến thì anh em sau khi mà bị mất đồ ấy thì anh em cũng có tiếp tục là mua mua gạo vì cho em xá rồi thì cũng không cần phải mua nữa cái chỗ đau của em thì bây giờ hiện tại là cũng nếu mà có chỗ thuốc kể thì em chịu khó bôi thuốc một tí xong là bao giờ đỡ đau một tí ngồi được xe ấy, thì chịu khó đưa bảo nhờ em trai đưa đi đi khám xem tình hình như thế nào Vâng. không nó ảnh hưởng đến xương để lại tật về sau thì nó mình rất là vất vả đấy Vâng. Em cũng không muốn như thế này nhưng mà đúng rồi cái chuyện ốm đau thì không ai muốn đâu anh biết mà chẳng qua nó chỉ là bây sự thôi giờ chứ chẳng biết là thế đây nào. là cô bác ạ, em xá là cũng ở nhà là cũng không có tiền bây giờ hiện tại là vợ con cũng đang nhỏ quá em cũng không biết đi làm thuê ở đâu thì cũng ở trong quanh khu Nam Sơn này anh em đi lại cũng biết là ở đây là cũng có thi thoảng là có những cái xe hàng lên ấy người ta cũng có thuê người bốc vác mà những cái công việc nặng như thế này thì chắc là không biết là như nào mà lại ngã hay là do trời mưa Dạ không ạ, nó cũng bởi vì là cái xe kia em bóc thì nó vẫn ra nhìn nhiều thì em đi thì châm nó trượt quá thì ngã ạ. à tức là xi nó bị rơi vãi ra thì mình trượt Vâng đúng ạ, không xi mà di thi thì nặng rồi nhưng mà những ai không có sức khỏe thì nó cũng tương đối là khó vất vả nghĩa là kiếm tiền rồi nhưng mà từ lần sau thì mình cũng để ý hơn vâng. đấy bây giờ ở vợ thì đi như thế này thì thế vợ có biết là em bị ngã tai nạn như thế không Có ạ, hôm nay vừa nãy em vừa bảo em trai giúp em gọi điện đi cho vợ rồi. à vợ biết rồi cái gì Vâng. thế vợ biết thì bảo vợ chịu khó về sớm đi không là đến lúc mình ở nhà cũng không biết nấu cơm ăn các thứ em trai thì em cũng còn nhỏ bây giờ thứ nhất là những cái đồ của mình nữa đấy xong Vâng. là tí nữa cất đồ của mình cho nó gọn gàng một tí Vâng. ô mấy đứa này mấy đứa đây đâu là em trai của em đâu lại bạn nào đâu ra đây đây chú xem nào bạn này là hôm vừa rồi là ở với bà ở đây đúng không bà này đúng không Vâng. bà này lợn nhỏ xíu này này đây ra đây chú cho kẹo này ra đây đây này chú cho kẹo này Em xin chú nhé. cháu xin chú ngại à đây của con này đấy bạn này học lớp mấy rồi hả lớp năm rồi á thế tới là Cháu học xin chú. thế tới là lên lớp 6 à hay là học hè xong là lên lớp 6 hay là hè xong mới lên lớp 5 Thế sao đến lớp 6 rồi? hè xong lên lớp 6 rồi thế là thành anh lớn rồi đấy nhá đấy nhờ bạn này này bạn này là bạn đang nấu cơm cho Xá đấy à Vâng. đây là em trai của Xá đây đúng không Vâng. em út à Đấy là em út mà em trai ạ. em trai út đó Vâng. em thứ mấy Em này là em thứ tư ạ. em thứ tư còn một bạn nữa à Còn một bạn bé ạ. một bạn bé nữa có ở đây không Có ở đâu là em à, sinh à bạn này luôn à Vâng. nhìn không giống không giống nhau mấy nhỉ thế là một bạn là học lớp 6 rồi còn bạn này là học lớp mấy rồi Cháu học lớp 7. học lớp 7 rồi à Vâng. thế là tới là lên lớp 8 rồi Vâng. tới thì bây giờ anh đang bị như thế này thì ở chịu khó ở lại nhà xong hộ anh trai một tí nhá Vâng. hộ anh trai nấu cơm thấy lúc nãy nấu cơm cho anh trai chưa nấu chưa đâu đâu đi ra anh xem nào nào đây là em trai từ cái lần đầu tiên anh em vào trong này chia sẻ trong những thước phim đầu tiên thì cũng đâu chưa nấu cơm cho anh à đây chắc là bạn này lại không hiểu thế cũng chưa nấu cơm cho anh trai thế nấu cơm cho anh đi
Ở đây lúc nãy anh cũng có mua đây này, có cả cá hồi nữa này. Tí nữa làm cho anh ăn luôn nhá. Nhớ chưa? Ừ. Không là không thì ở dưới này cũng có mì tôm, nếu không có rau xanh thì lấy mì tôm này làm mà làm rau ăn luôn cũng được nhá. Ừ, gạo thì chắc là vẫn còn rồi. Đây là từ như ban nãy là em Dương nói là chưa hết hết câu đây này, là chỗ nhà em Xá ấy thì bố mẹ là cũng đẻ nhiều con nên là cũng không lo được cho các anh em nhiều. Như bản thân em Xá là lúc lấy vợ này rồi dựng căn nhà này lên ấy, tất cả mọi cái là đều em Xá tự lo hết, bố mẹ là cũng không có đủ tài chính để hỗ trợ cho em một bất cứ một cái gì cả. Còn một phần là có những thứ là còn là nhà ngoại lấy cho nữa. Bây giờ hiện tại là nhà em Xá là đây này, bố mẹ là vẫn còn phải lo cho hai cậu em này nữa này. Đây bạn này là hiện tại đang học lớp 7 này, còn cái bạn ở trên giường kia nữa, bạn đấy là đang học tới là lên lớp 6 đây. Đấy, cũng rất là vất vả. Nên là bà con ở trên này thì cô bác cũng biết rồi, chỉ có làm nương cũng như chăn nuôi những con vật nuôi thì để phục vụ cho gia đình của mình, không có lấy đâu ra thu nhập. Nên cũng cuộc sống rất là khó khăn là như vậy. Đó bạn này thì chú bóc cho em này. Đâu kẹo đâu, kẹo bạn này đâu. Đây để chú bóc cho em này. Có học lớp mấy rồi? Có biết nói tiếng phổ thông không? Bạn này học lớp mấy rồi? Chưa đi học à? À, nhà bạn này ở đâu? À, con của em trai ở xã? Đó là có của em trai ạ. Mấy hôm cũng không được vào, quên mất rồi. Hôm vừa rồi cũng đi được lấy sữa cho bạn này. Đây, của con để trên trên này nó mới không chảy xuống. Đấy. Không muốn nào. Ngon không? Hả? Cá thịt cá? Hả? Ui, lại bỏ ra rồi. Chú ạ. Làm gì chú? À vâng. Đây đây. Cậu bạn này là em trai con gái. Con gái của em trai của bạn Say. Bạn Say là gia đình cũng vừa đón thêm một thành viên nữa, là thêm một cậu con trai. Hai vợ chồng em là muốn là tính là lấy thêm một cậu con trai nữa để cho có anh có em. Hiện tại là có ba anh em cô bác ạ. Đấy, hôm vừa rồi là cũng vừa mới đẻ cách đây cũng khoảng tầm được một tháng chứ nhỉ sáng nhỉ? Bây giờ cũng chưa được một tháng ạ. Chưa được một tháng, được bao lâu rồi? Mười mấy ngày thôi ạ. Mười mấy ngày. Vâng. Đấy, cũng được mười mấy ngày đấy thôi. Cũng đang thời gian là trời nóng nữa. Bây giờ là chỗ ngô của nhà em thêm một tí nào chưa? Em cũng vừa thuê được 2-3 hô rồi ạ. Thì tức là những cái chỗ nào mà không mọc đi, thời gian vừa rồi không mọc thì thêm nối gì? Vâng, những cái nào chưa mọc thì em cũng đi thuê hết rồi ạ. Đi thêm hết rồi. Vâng. Bởi vì là được cái là mấy hôm nay cũng trời mưa nên là vừa mới thêm được thì lại cũng đi làm thuê lại bị tai nạn như thế này. Đúng. Bây giờ đang muốn kiếm này một tí phân bón để mà bón cho cây ngô tốt hơn, với năng suất nó cao hơn đấy. Vâng. Lại chả may lại như thế này. Thôi em cứ mệt thì lên giường nằm đi, xong rồi tí nữa cho em trai nấu cơm cho ăn. Vâng, nhá. Vâng. Đấy, đi lên giường nằm đi. Vâng. Đi đi. Đây này, ôi không biết là cái thuốc này là em Xá là mua đâu về nhỉ? Em cái này em mua ở chợ về à? Vâng, cái này... Có biết cái thuốc này thuốc gì không? Toàn chữ nước ngoài này này. Cái đấy mẹ mua về thôi ạ. Mẹ mua về á? Vâng. Tức thường là bọn em thường hay làm như thế này à? Vâng. Thường hay dùng cái thuốc này à? Vâng. À. Ở bà con ở trên này là có thường hay có những cái phương thuốc mà lạ lắm cô bác. Mà thuốc Tây thì cũng không phải, mà thuốc như kiểu là thuốc Nam thì cũng không phải. Bà con thường hay đi kiếm cái loại thuốc rất là lạ mà chữ toàn chữ nước ngoài thôi. Đây thì hiện tại thì bạn này đang nấu cơm cho em Xá rồi, giờ mình nhóm bếp. Bạn ấy anh em có hỏi là nấu cơm cho anh Xá để ăn chưa thì bạn này là chắc là cũng nghe là không hiểu được hết đấy. Đấy, nên là cũng bảo là có nấu rồi đấy. Có thể là có những cô bác xem được những thước phim đầu tiên thì cũng không biết được. Đây em cũng muốn chia sẻ lại một lần nữa cái ngôi nhà của gia đình nhà em Xá, hai vợ chồng. Cái hôm đấy là cũng có một tình cờ có một lần là anh em cũng đi qua đây và nhìn thấy một cái ngôi nhà lá danh như thế này, nào cũng tò mò đi vào trong này xem thì biết được là hai vợ chồng em Xá sống ở căn nhà như thế này, và vợ của em Xá lúc đó là đang
đang ở cữ và cũng tình cờ bắt gặp được cái bữa cơm của hai vợ chồng em. Em Xá là cũng không có tiền để mà lo cho vợ ấy, thì cũng mới cho vợ ăn cơm đang trong thời gian ở cữ nha các bác nhé. Cho vợ ăn cơm chấm với lại muối trắng của bác ạ. Đây này, đấy, cái căn nhà là danh. Và cũng vừa rồi thì sau khi mà những thước phim anh em chia sẻ cũng được cô bác có quan tâm mà cũng có gửi khoản hỗ trợ về, thì anh em cũng có mua bạt về để che về bên trên này để cho đỡ bị dột trong những cái ngày mưa gió như thế này. Còn toàn bộ cái chỗ xung quanh của nhà em ấy, thì ở cái phía đằng trước, chỗ đằng trước cửa thì được cũng có vài tấm ván để bưng. Tuy nhiên là ngoài cái chỗ đấy ra thì sang bên này thì từ chỗ hai bên sườn cũng như là ở chỗ đằng sau là đều bưng bằng những cái cây tre này đan lại như này các bác ạ. Và cũng vì như thế mà vừa rồi có cô bác gửi gạo cũng như là sữa của nhà em về cho, thì hai vợ chồng em không ở nhà mà người ta bẻ những cái cây này ra đây này. Đấy, vì cái này cũng lâu lắm rồi, bẻ ra và đi vào bên trong là lấy hết gạo cũng như là sữa của cháu bé đem đi hết. Và để mà, sau đó thì gia đình cũng không có gạo để mà ăn nữa, thì anh em cũng tiếp tục là như mà mang những cái phần hỗ trợ của cô bác đến cho gia đình em để gia đình có thêm gạo cũng như là sữa để mà ăn cô bác. Đây, những cái chỗ này đây này, đấy cũng là mục hết rất là nhiều rồi. Cho thời gian này thì cũng đang vội việc đồng áng nữa, đang nương ông ngô đang chuẩn vào vụ ấy, thì gia đình cũng chưa thể nào chuẩn bị được cái mới để mà thay vào. Thêm vào đó thì em Xá là hiện tại là cũng đang bị tai nạn, gọi là tai nạn lao động ấy các bác. Em là cũng đi làm thuê để mà hy vọng có một ít tiền để mang về mua được một ít phân bón để bón cho cây ngô của nhà em đấy. Đây này các bác này, đấy chỗ ngô của nhà em ở đây đây. Hôm vừa rồi thì nếu như cô bác nào theo dõi thường xuyên trên kênh Bản Sắc Dân Tộc thì cô bác cũng thấy là chỗ ngô nhà em là lúc đó là không mọc nổi lên luôn. Và em hai vợ chồng em Xá là giữa trưa trời nắng là vẫn còn phải đi gánh nước ở tận dưới kia lên để mà đem lên tưới ở đây này. Đấy, hiện tại cũng may mắn là vừa thời gian mấy hôm vừa rồi này trời cũng đã mưa và ngô của gia đình nhà em thì cũng mọc được một phần rồi, tuy nhiên là cũng chưa cao lắm. Đấy, cái chỗ này là với cái chỗ đất như thế này thì nếu mà không có phân để mà bón thì cái năng suất của gia đình nhà em là cũng không cao, nên là mới phải đi làm thuê như vậy đấy. Căn bản là cũng không có tiền thì gia đình em Xá cũng muốn đi lại kiếm tiền để là trang trải cho gia đình của bác ạ. Đây, ngày hôm nay thì em Dương cũng vào trong này và trao được cái phần quà của cho gia đình nhà em Xá rồi. Thêm những cái gì mà em cần thiết và trong gia đình còn thiếu thì anh em tiến hành là mua vào. Còn bây giờ thì em Dương có chút công việc đi những hoàn cảnh khác nữa, chắc em Dương cũng xin phép là được dừng video tại đây ạ. Xin hẹn gặp lại quý vị ở cái video tiếp theo ạ.